Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Miền Bắc đã bước vào hè. Không chỉ hôm nay mà dự báo từ ngày mai cho tới cuối tuần, trùng với dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nắng sẽ là trạng thái thời tiết chủ đạo ở nơi đây. Nguyên nhân chính khiến thời tiết miền Bắc có nắng nhiều từ nay cho tới những ngày tới là do rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía đông nam, nên Bắc Bộ phổ biến ít mưa và ban ngày trời có nắng. Nắng xuất hiện từ khá sớm và tăng cường độ vào thời điểm trưa chiều. Hiện nay, mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ cao hơn, có nơi trên 33 độ. Nắng nóng có khả năng xuất hiện và có xu hướng lan rộng trong những ngày tới ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và phần phía Bắc của Sơn La. Chưa dừng lại ở đó, nền nhiệt độ sẽ còn tiếp tục tăng lên khoảng 1 đến 2 độ mỗi ngày. Dự báo trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, mức nhiệt vẫn khá tương đồng với ngày hôm nay, cao nhất trong khoảng từ 30 cho đến 31 độ. Thời gian có nắng nhiều hơn. Lưu ý về chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ. Và đến ngày Chủ nhật cuối tuần, mùng 3 tháng 5, nắng sẽ tăng cường độ với mức nhiệt cao nhất lên khoảng 32 đến 33 độ. Ban ngày nắng nóng là vậy, nhưng chiều tối ngày 29 và 30 tháng 4, các tỉnh vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Mưa xuống trên nền nhiệt cao rất dễ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét, gió giật mạnh. Quý vị cần lưu ý đề phòng. Cùng là nơi chịu tác động của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây từ nay cho tới những ngày tới, tại các tỉnh duyên hải miền Trung cũng sẽ có nắng với cường độ nắng tăng vào trưa chiều. Mưa ít có khả năng xuất hiện, có chăng cũng chỉ là những cơn mưa mang tính chất địa phương diễn ra trong thời đoạn ngắn vào chiều tối và đêm. Dự báo nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào cho tới Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Riêng các tỉnh vùng núi phía Tây của khu vực này có nơi lên trên 33 độ. Ở phía Nam đèo Hải Vân, các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận nhiệt độ nhỉnh hơn một chút ở mức từ 30 cho đến 33 độ. Riêng Bình Thuận có nơi 34 độ. Nơi có thời tiết nắng nóng nhất trên cả nước trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục là các tỉnh thành phương Nam. Nắng lên từ sớm và kéo dài đến chiều muộn ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng 30 đến 33 độ, có nơi 34 độ. Khu vực miền Tây Nam Bộ là từ 33 cho đến 35 độ. Riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt trong khoảng 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Cường độ nắng tăng mạnh vào khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều. Người dân khu vực nên hạn chế ra ngoài vào thời điểm này và tránh di chuyển hoặc là hoạt động lâu dưới thời tiết nắng nóng để đảm bảo sức khỏe. Về chiều tối, nơi đây cũng có khả năng xuất hiện mưa dông. Tuy chỉ là những cơn mưa mang tính chất địa phương, nhưng người dân vẫn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, thịnh hành hướng gió theo hướng là Đông Bắc với cường độ trung bình. Còn tại vùng biển phía Nam, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, thịnh hành gió Đông Bắc khoảng cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải của bà con ngư dân. Như vậy thì trong ngày hôm nay, trên cả ba miền của đất nước sẽ đều có nắng. Lưu ý người dân ở vùng núi phía Bắc và các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ về chiều tối. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh. Thưa quý vị, đến với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, trong những ngày tới, thời tiết diễn biến theo chiều hướng gây bất lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch, xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh, mưa đá và cả lốc xoáy. Trong khi đó, khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong 3 ngày tới, ban ngày trời có nắng, có mưa rào và dông ở một vài nơi. Tuy trời có nắng và nền nhiệt độ tăng dần, nhưng trời không quá nóng nên vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Về đêm trời không còn rét, tiết trời chỉ mang đến cảm giác se lạnh. Mặc dù thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho du lịch, song đây vẫn là giai đoạn nhạy cảm khi mà dịch bệnh vẫn có khả năng lây lan trong cộng đồng. Vì thế quý vị vẫn nên tiếp tục nâng cao cảnh giác, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế, tạm hoãn lại các kế hoạch du lịch cũng như tránh tập trung đông đúc để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Trong 3 ngày tới, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế phổ biến thời tiết ít mưa, chỉ còn những cơn mưa rào nhẹ vài nơi. Ban ngày trời nắng nhiều và nhiệt độ trong ngày có xu hướng tăng nhanh, song tiết trời vẫn chưa quá oi bức với nhiệt độ không vượt quá mức 33 độ. Càng về phía Nam, các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trong 3 ngày tới duy trì thời tiết ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi.
những cơn mưa xuất hiện sẽ tạnh nhanh. Riêng khu vực phía Nam Ninh Thuận và Bình Thuận, khả năng trời có nắng nóng với nhiệt độ có thể tăng dần lên đến mức 36 độ. Các hoạt động ngoài trời vào trưa chiều tại các tỉnh này vẫn nên được hạn chế để đề phòng say nắng và đột quỵ. Lên vùng cao Tây Nguyên, trong 3 ngày tới, thời tiết tại đây cũng khá ổn định. Ban ngày trời nắng nhiều, một vài nơi sẽ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ vượt ngưỡng 35 độ như là tại Gia Lai, Đắk Lắk, Cát Tiên ở Lâm Đồng. Do vậy, quý vị hạn chế ở ngoài trời nắng quá lâu và nhớ thường xuyên uống nước để tránh bị mất sức, ảnh hưởng sâu đến sức khỏe. Vào chiều tối và đêm, khu vực vẫn có mưa rào và dông ở vài nơi. Trong cơn dông, quý vị cần phải lưu ý đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy có thể xảy ra. Khoảng thời gian ban đêm và rạng sáng, nhiệt độ hạ thấp xuống dưới 24 độ, tiết trời dễ chịu. Vào đến khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới, thời tiết có mây thay đổi. Ban ngày trời nắng với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 cho đến 36 độ. Theo đó, nắng nóng vẫn còn duy trì ở miền Đông và một số nơi ở miền Tây Nam Bộ. Đến khoảng chiều tối, mưa rào sẽ có khả năng xảy ra, tập trung chủ yếu ở khu vực biên giới Tây Nam và phía Bắc miền Đông. Có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Riêng tại vùng đất mũi Cà Mau, thời tiết trong 3 ngày tới có mưa vào chiều tối với lượng không quá lớn. Ban ngày trời nắng nhưng không nóng nên khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời diễn ra. Hội tụ các yếu tố như cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ, khí hậu mát mẻ cùng những món ăn độc đáo, hòn khoai hiển nhiên trở thành điểm đến thu hút ở Cà Mau. Điểm đặc trưng của đảo chính là vùng đá, đồi và rừng nguyên sinh gần như nguyên vẹn, phủ xanh cả hòn khoai. Để thư giãn, vui đùa cùng sóng biển thì quý vị có thể tìm đến bãi lớn và bãi nhỏ ở trên đảo. Bên cạnh cảnh quan tự nhiên, nét đẹp Cà Mau còn được tìm thấy qua những hương vị ẩm thực đặc trưng trong món gỏi nhộng ong rừng U Minh, được mệnh danh là đệ nhất món ngon của Cà Mau. Món ba khía rạch gốc đã có thương hiệu ở địa phương này, hay là món bánh tằm cay vừa thơm ngon vừa lạ miệng, và cả món lẩu mắm U Minh nấu cùng với cá đồng, đậm đà hương vị miền Tây. Bên cạnh những hải sản tươi sống, Cà Mau còn là địa điểm nổi tiếng với các loại khô mắm hải sản như là mắm cá lóc, mắm cá sặc, mắm cá rô, mắm ba khía, khô cá kèo, khô cá sặc rằn, khô cá dứa, đều là những đặc sản nổi tiếng mà quý vị không nên bỏ lỡ khi đến với mảnh đất Cà Mau. Sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!